Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Ở các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 5 hàng đẳng thức đáng nhớ. Trước khi sang bài tập ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi nhắc lại 5 hàng đẳng thức đó. Hàng đẳng thức thứ nhất đó chính là bình phương của một tổng A cộng B tất cả bình bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Hàng đẳng thức thứ hai đó chính là bình phương của một hiệu A trừ B tất cả bình bằng A bình trừ 2AB cộng B bình. Hàng đẳng thức thứ ba đó chính là hiệu hai bình phương A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân A cộng B. Hàng đẳng thức thứ ba đó là hàng đẳng thức thứ tư đó là lập phương của một tổng A cộng B tất cả mũ 3 sẽ bằng A mũ 3 cộng 3A bình B cộng 3AB bình cộng với B mũ 3. Và hàng đẳng thức thứ 5 đó chính là A lập phương của một hiệu A trừ B tất cả mũ 3 bằng A mũ 3 trừ 3A bình B cộng 3AB bình trừ đi B mũ 3. Đây chính là 5 hàng đẳng thức đáng nhớ mà chúng ta đã học được ở hai bài trước. Ở bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm hai hàng đẳng thức nữa. Chúng ta cùng nhau đến với bài 5, những hàng đẳng thức đáng nhớ tiếp theo. Phần 6 nhỏ, tổng hai lập phương. Hỏi chấm 1, tính A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình với AB là các số tùy ý. Hỏi chấm 1. Yêu cầu chúng ta tính A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Đây ta sẽ coi là tích của đa thức nhân đa thức. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích như sau. Hạng tử đầu tiên của đa thức thứ nhất là A. A nhân A bình cộng với A nhân trừ AB cộng A nhân B bình. Và hạng tử thứ hai của đa thức thứ nhất là B cộng B nhân A bình cộng B nhân trừ AB cộng B nhân B bình. Phân tích chúng ta sẽ thu được kết quả như sau, bằng A nhân A bình là A mũ 3 cộng A nhân với trừ AB là trừ A bình B trừ A bình B cộng với A nhân B bình là cộng A B bình cộng B nhân A bình là cộng A bình B và cộng với B nhân với trừ AB thì ta thu được kết quả là trừ A B bình cộng với B nhân B bình là B mũ 3. Rút gọn ta sẽ thu được kết quả bằng A mũ 3 giữ nguyên trừ A bình B cộng với AB bình, trừ A bình B cộng với A bình B là hết. AB bình trừ đi AB bình là hết. Và chúng ta còn lại là cộng B mũ 3. Vậy, từ hỏi chấm 1 ta có thể suy ra được đẳng thức sau. Đó là A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Đây chính là hàng đẳng thức số 6, tổng hai lập phương, và chúng ta có công thức tổng quát như sau. Với A và B là các biểu thức tùy ý, ta cũng có A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B tích của A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Lưu ý, ta quy ước gọi A bình trừ AB cộng B bình là bình phương thiếu của hiệu A trừ B. Do ta đã có hàng đẳng thức A trừ B tất cả bình bằng
A bình trừ 2AB cộng B bình. Do đó, ta quy ước gọi A bình trừ AB cộng B bình là bình phương thiếu của hiệu A trừ B. Tiếp theo, ở câu hỏi số 2, hỏi chấm 2 yêu cầu chúng ta phát biểu hàng đẳng thức 6 bằng lời. Thì quan sát công thức của hàng đẳng thức số 6, ta có thể phát biểu hàng đẳng thức số 6 bằng lời như sau. Tổng hai lập phương của hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức đó và bình phương biểu thức thứ nhất trừ 2, có xin lỗi, trừ đi tích biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai cộng với bình phương biểu thức thứ hai. Đó chính là hỏi chấm 2. Tiếp theo, câu hỏi số 2, phát biểu hàng đẳng thức 6 bằng lời. Quan sát lại công thức của hàng đẳng thức số 6, ta có A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Trong đó, A bình trừ AB cộng B bình được quy ước là bình phương thiếu của hiệu A trừ B. Vậy thì, từ đây ta có thể phát biểu lại hàng đẳng thức số 6 bằng lời như sau. Đó là tổng của lập phương hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức và bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức đó. Đó chính là phát biểu bằng lời của hàng đẳng thức số 6. Vậy chúng ta sẽ trình bày câu hỏi số 2 như sau. Hỏi chấm 2. Tổng của lập phương hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức và bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức đó. Đây chính là nội dung của câu hỏi số 2. Tiếp theo, phần áp dụng. Ý A, viết x mũ 3 cộng 8 dưới dạng tích. Ý B, viết x cộng 1 nhân x bình trừ x cộng 1 dưới dạng tổng. Phần áp dụng. Ý A yêu cầu chúng ta viết x mũ 3 cộng 8 dưới dạng tích. Ta có thể phân tích lại biểu thức x mũ 3 cộng 8 như sau. Bằng x mũ 3 cộng 8 chính là bằng 2 mũ 3. Khi đó biểu thức của chúng ta đang tồn tại dưới dạng hàng đẳng thức A mũ 3 cộng B mũ 3, với biểu thức A là bằng x và biểu thức B là bằng 2. Vậy thì áp dụng công thức của hàng đẳng thức số 6 A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình, chúng ta có thể viết lại biểu thức x mũ 3 cộng 2 mũ 3 dưới dạng tích như sau. Bằng A cộng B tức là bằng x cộng 2 nhân A bình là x bình trừ AB là trừ x nhân 2 cộng B bình là cộng 2 bình phương bằng x cộng 2 nhân x bình trừ x nhân 2 chính là trừ 2x và cộng với 2 bình phương tức là cộng 4. Đây chính là dạng tích của biểu thức x mũ 3 cộng 8. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm ý B. Ý B yêu cầu chúng ta viết x cộng 1 nhân với x bình trừ x cộng 1 dưới dạng tổng. Viết x cộng 1 nhân x bình trừ x cộng 1 dưới dạng tổng. Ở đây ta có thể phân tích lại biểu thức mà đề bài đã cho như sau. Bằng x cộng 1 nhân x bình trừ x, ta có thể tách thành là trừ x nhân 1
cộng với 1 chính là bằng 1 bình phương. Vậy thì quan sát biểu thức mà chúng ta vừa phân tích được và đối chiếu với công thức của hằng đẳng thức số 6. A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Vậy đây chính là dạng khai triển của hằng đẳng thức A mũ 3 cộng B mũ 3 với A là bằng x và B là bằng 1. Do đó ta có thể viết lại dưới dạng tổng chính là bằng x mũ 3 cộng 1 mũ 3, hay chính là bằng x mũ 3 cộng 1 mũ 3 chính là cộng 1. Vậy đáp án của ý B chính là bằng x mũ 3 cộng 1. Và chúng ta đã hoàn thành xong phần áp dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 7 nhỏ, hiệu hai lập phương. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 7, hiệu hai lập phương. Hỏi chấm 3, tính A trừ B nhân với A bình cộng AB cộng B bình với AB là các số tùy ý. Chúng ta cùng nhau đi hoàn thành hỏi chấm 3. Hỏi chấm 3 yêu cầu chúng ta tính tích của đa thức A trừ B nhân với đa thức A bình cộng AB cộng B bình. Khi đó, áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức, ta sẽ khai triển biểu thức này như sau. Bằng hạng tử thứ nhất của đa thức đầu tiên là A, bằng A nhân với từng hạng tử của đa thức thứ hai là A bình cộng A nhân AB cộng A nhân B bình. Hạng tử thứ hai của đa thức đầu tiên là trừ B cộng với trừ B nhân với từng hạng tử của đa thức thứ hai là A bình cộng trừ B nhân AB và cộng trừ B nhân B bình. Bằng A nhân A bình là A mũ 3 cộng A nhân AB là A bình B cộng A bình B cộng A B bình cộng với trừ B nhân A bình chính là trừ A bình B cộng với trừ B nhân AB là trừ AB bình cộng với trừ B nhân B bình chính là trừ B mũ 3. Rút gọn ta sẽ được A mũ 3 giữ nguyên, A bình B trừ A bình B là hết, AB bình trừ AB bình cũng hết. Vậy chúng ta còn lại là trừ B mũ 3. Đây chính là kết quả của hỏi chấm 3. Và từ hỏi chấm 3 ta thu được kết quả như sau. Đó chính là A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình. Đây chính là hằng đẳng thức thứ 7, hiệu hai lập phương. Và chúng ta có công thức tổng quát như sau. Với A và B là các biểu thức tùy ý, ta cũng có A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình. Đây chính là hằng đẳng thức số 7. Lưu ý, ta quy ước gọi A bình cộng AB cộng B bình là bình phương thiếu của tổng A cộng B. Tương tự như ở phần số 6 thì người ta đã quy ước rằng A bình trừ AB cộng B bình là bình phương thiếu của hiệu A trừ B, thì A bình cộng AB cộng B bình là bình phương thiếu của tổng A cộng B. Ở hỏi chấm 4, yêu cầu chúng ta phát biểu hằng đẳng thức 7 bằng lời. Vậy thì quan sát hằng đẳng thức số 7, ta có thể phát biểu lại bằng lời như sau. Hiệu của hai lập phương bằng tích của hiệu hai biểu thức và bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó. Ta sẽ trình bày hỏi chấm 4 như sau. Hiệu của lập phương hai biểu thức bằng tích của hiệu hai biểu thức và bình phương thiếu
của tổng hai biểu thức đó. Đây chính là hỏi chấm 4. Tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thành phần áp dụng. Đầu tiên ở ý A, tính x trừ 1 nhân x bình cộng x cộng 1. Ý B, viết 8x mũ 3 trừ y mũ 3 dưới dạng tích. Ý C, hãy đánh dấu x vào ô có đáp án đúng của tích x cộng 2 nhân với x bình trừ 2x cộng 4. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi hoàn thành ý A. Ý A yêu cầu chúng ta tính x trừ 1 nhân với x bình cộng x cộng 1. Cô sẽ phân tích một chút ở biểu thức ở ý A như sau. Chính là bằng x trừ 1 nhân x bình cộng x nhân 1. Cô phân tích x thành x nhân 1 và 1 ta có thể viết lại thành 1 bình phương. Vậy thì quan sát biểu thức ở đây ta thấy x bình cộng x nhân 1 cộng 1 bình. Đây chính là bình phương thiếu của tổng x cộng 1. Và x trừ 1 đây chính là hiệu của hai biểu thức x và 1. Vậy đây chính là dạng khai triển của hằng đẳng thức thứ 7, hiệu hai lập phương. Hiệu hai lập phương bằng tích của hiệu hai biểu thức và bình phương thiếu của tổng hai biểu thức đó. Vậy biểu thức ở ý A ta có thể viết lại về dạng hiệu của hai lập phương là bằng x mũ 3 trừ 1 mũ 3, hay chính là bằng x mũ 3 trừ 1 mũ 3 chính là 1. Vậy đáp án ở ý A chính là bằng x mũ 3 trừ 1. Tiếp theo ở ý B, ý B yêu cầu chúng ta viết 8x mũ 3 trừ y mũ 3 dưới dạng tích. Ta có thể phân tích như sau. 8x mũ 3 có thể viết lại dưới dạng là 2x tất cả mũ 3 trừ đi y mũ 3. Vậy đây chính là hằng đẳng thức hiệu hai lập phương với biểu thức thứ nhất là 2x và biểu thức thứ hai là y. Vậy thì áp dụng khai triển của hằng đẳng thức thứ 7 ta có thể viết dưới dạng tích như sau. A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng A trừ B, tức là 2x trừ y, nhân A bình chính là 2x tất cả bình cộng AB cộng với 2x nhân y và cộng với B bình, tức là cộng y bình, và sẽ bằng 2x trừ y nhân 2x tất cả bình chính là bằng 4x bình cộng 2x nhân y là cộng 2xy cộng với y bình. Đây chính là đáp án của ý B. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ý C. Hãy đánh dấu x vào ô số đúng của tích x cộng 2 nhân với x bình trừ 2x cộng 4. Ý C, x cộng 2 nhân với x bình trừ 2x cộng 4. Ta sẽ phân tích biểu thức ở ý C như sau. Bằng x cộng 2 nhân x bình trừ 2x trừ 2 nhân x cộng với 4, ta có thể viết lại dưới dạng là 2 bình phương. Vậy khi đó quan sát biểu thức ở ý C thì ta thấy biểu thức đang ở dạng là A cộng B nhân với A bình trừ A nhân B cộng B bình. Vậy thì đây chính là hằng đẳng thức lập, cô xin lỗi, đây chính là hằng đẳng thức tổng hai lập phương với biểu thức A là bằng x và biểu thức B là bằng 2.
Khi đó ta có thể viết lại biểu thức ở ý C dưới dạng chính là x mũ 3 cộng cộng 2 mũ 3. Hay nói cách khác, ta có thể viết lại dưới dạng là x mũ 3 cộng 2 mũ 3 chính là 8. Vậy, biểu thức C có thể rút gọn về thành x mũ 3 cộng 8. Quan sát bảng ở ý C thì chúng ta thấy đáp án đúng của chúng ta là đáp án đầu tiên, x mũ 3 cộng 8. Vậy thì các em có thể sử dụng bút và đánh dấu x vào Vậy chúng ta sẽ đánh dấu nhân vào ô x mũ 3 cộng 8. Đây chính là kết quả của phần áp dụng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu hết về 7 hàng đẳng thức đáng nhớ. Trước khi kết thúc phần lý thuyết của bài số 5, chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại 7 hàng đẳng thức đáng nhớ như sau. Chúng ta đã có một bảng tổng kết 7 hàng đẳng thức đáng nhớ ở trong sách giáo khoa trang 16. Các em cùng nhau quan sát. Hàng đẳng thức đầu tiên chính là bình phương của một tổng. A cộng B tất cả bình bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Hàng đẳng thức thứ hai đó là bình phương của một hiệu. A trừ B tất cả bình bằng A bình trừ 2AB cộng B bình. Hàng đẳng thức thứ ba là hiệu hai bình phương. A bình trừ B bình bằng tích của A cộng B nhân A trừ B. Hàng đẳng thức thứ tư là lập phương của một tổng. A cộng B tất cả mũ 3 bằng A mũ 3 cộng 3A bình B cộng 3AB bình cộng B mũ 3. Hàng đẳng thức số 5 là lập phương của một hiệu. A trừ B tất cả mũ 3 bằng A mũ 3 trừ 3A bình B cộng 3AB bình trừ B mũ 3. Và hàng đẳng thức số 6 là tổng hai lập phương A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng tích của A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Và hàng đẳng thức cuối cùng là hiệu hai lập phương A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng tích của A trừ B nhân với A bình cộng AB cộng B bình. Đây chính là 7 hàng đẳng thức đáng nhớ và là một nội dung rất quan trọng các em sẽ sử dụng rất nhiều trong các kỳ thi và các bài học ở phía sau. Vậy thì chúng ta cùng nhau quan sát lại và nhớ lại một chút. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu xong lý thuyết của bài số 5. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần bài tập. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với phần bài tập. Bài 30, rút gọn các biểu thức sau. Ý A. Bài 30. Ý A yêu cầu chúng ta rút gọn biểu thức x cộng 3 nhân với x bình trừ 3x cộng 9 trừ 54 cộng với x mũ 3. Ở đây cô sẽ phân tích biểu thức như sau: bằng x cộng 3 nhân x bình trừ 3x chính là trừ 3 nhân x cộng với 9. Ta có thể viết lại về dưới dạng là 3 bình phương trừ đi 54 cộng với x mũ 3. Khi đó quan sát hạng tử đầu tiên của biểu thức thì ta thấy biểu thức hạng tử này đang tồn tại dưới dạng tổng hai lập phương. Đây chính là A cộng B nhân với A bình trừ đi AB cộng B bình. Vậy đây chính là hàng đẳng thức A mũ 3 cộng B mũ 3. Vậy ta có thể viết lại về dạng chính là X mũ 3 cộng 3 mũ 3 trừ đi 54 cộng với x mũ 3 bằng x mũ 3 cộng 3 mũ 3 chính là bằng 27 trừ. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành phá ngoặc. Ở trước dấu ngoặc đơn có dấu trừ nên chúng ta sẽ phải đổi dấu các hạng tử ở phía trong. 54 đang là dương, chúng ta đổi dấu sẽ thành âm 54. Cộng x mũ 3 chúng ta sẽ đổi dấu thành
trừ x mũ 3. Vậy tiến hành rút gọn ta được như sau. X mũ 3 trừ x mũ 3 là hết. Và 27 trừ đi 54 thì chúng ta thu được kết quả còn lại là âm 27. Vậy đáp án ở ý A là bằng âm 27. Tiếp theo, ý B. Yêu cầu chúng ta rút gọn biểu thức 2x cộng y nhân với 4x bình trừ 2xy cộng y bình trừ 2x trừ y nhân với 4x bình cộng 2xy và cộng với y bình. Chúng ta sẽ phân tích biểu thức ở ý B như sau. Bằng 2x cộng y nhân với 4x bình, ta có thể viết lại về dạng đây chính là 2x tất cả bình, trừ đi 2xy chính là trừ đi 2x nhân với y cộng y bình. Đây là hạng tử thứ nhất. Hạng tử thứ hai ta sẽ phân tích thành trừ đi 2x trừ y nhân 4x bình, ta viết lại thành 2x tất cả bình cộng 2xy, ta sẽ viết lại thành cộng 2x nhân với y và cộng với y bình bằng. Quan sát hạng tử đầu tiên, đây chính là khai triển của hàng đẳng thức số 6, lập phương của một tổng A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Vậy đây chính là hàng đẳng thức A mũ 3 cộng B mũ 3 với A là bằng 2X và B là bằng Y. Vậy ở đây ta có thể viết lại thành là 2X tất cả mũ 3 cộng với Y mũ 3. Tương tự như vậy, ở hạng tử thứ hai của biểu thức thì ta thấy đây chính là hàng đẳng thức số 7 A mũ 3 trừ B mũ 3. A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng A trừ B nhân với A bình cộng AB cộng B bình. Vậy ở đây ta có thể viết lại hạng tử thứ hai chính là bằng trừ đi A là 2X. 2X mũ 3 trừ đi B mũ 3 là trừ đi Y mũ 3. Và ta sẽ tiến hành đi phá dấu ngoặc vuông bằng 2x tất cả mũ 3 cộng y mũ 3 trừ. Do ở phía trước dấu ngoặc vuông có dấu trừ nên chúng ta sẽ đổi dấu các hạng tử ở trong. 2x tất cả mũ 3 là dấu dương, chúng ta sẽ đổi dấu thành dấu âm trừ đi 2x tất cả mũ 3. Y mũ 3 đang là dấu âm, ta sẽ đổi thành dấu dương là cộng với y mũ 3. Vậy thì tiến hành rút gọn ta sẽ được 2x tất cả mũ 3 trừ đi 2x tất cả mũ 3 là hết. Chúng ta sẽ còn lại là y mũ 3 cộng y mũ 3 chính là bằng 2y mũ 3. Vậy kết quả của câu B bài 30 chính là bằng 2y mũ 3. Và chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 30. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 31. Chứng minh rằng ở ý A, A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B tất cả mũ 3 trừ đi 3AB nhân với A cộng B. Ý B, A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng A trừ B tất cả mũ 3 cộng 3AB nhân với A trừ B. Áp dụng tính A mũ 3 cộng B mũ 3, biết A nhân B bằng 6 và A cộng B bằng âm 5. Để chứng minh được một đẳng thức, chúng ta sẽ đi tiến hành chứng minh vế trái bằng vế phải hoặc là biến đổi vế phải về vế trái. Ở bài tập số 31, cô sẽ lựa chọn phương pháp biến đổi vế phải về vế trái. Vậy đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu ý A. A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B tất cả mũ 3 trừ đi 3AB nhân với A cộng B. Vậy thì vế phải của đẳng thức bằng A cộng B tất cả mũ 3 trừ đi 3AB nhân với A cộng B bằng
A cộng B tất cả mũ 3, đây chính là hằng đẳng thức, lập phương của một tổng. A cộng B tất cả mũ 3 sẽ bằng A mũ 3 cộng 3 A bình B cộng 3 A B bình cộng B mũ 3. Đây chính là hằng đẳng thức, khai triển của hằng đẳng thức lập phương của một tổng. Trừ đi 3AB nhân với A cộng B, đây chính là đơn thức nhân đa thức. Đơn thức của chúng ta là trừ 3AB. Vậy sẽ là cộng với trừ 3AB nhân với A cộng trừ 3AB nhân với B bằng A mũ 3 cộng 3 A bình B cộng 3 AB bình cộng B mũ 3. Trừ 3 AB nhân với A chính là trừ 3 A bình B. Trừ 3 AB nhân với B chính là trừ 3 AB bình. Vậy tiến hành rút gọn ta sẽ được như sau. A mũ 3 giữ nguyên, 3 A bình B trừ 3 A bình B là hết. 3 AB bình trừ 3 AB bình là hết. Và còn lại là cộng B mũ 3. Vậy từ đây ta có thể suy ra vế phải bằng vế trái. Và đây chính là điều phải chứng minh. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết ý B. Ý B là A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng A trừ B tất cả mũ 3 cộng 3 AB nhân với A trừ B. Tương tự như ở ý A, ta sẽ đi tiến hành phân tích vế phải. Vế phải bằng A trừ B tất cả mũ 3 cộng 3 AB nhân với A trừ B bằng A trừ B tất cả mũ 3, đây chính là lập phương của một hiệu, khai triển của hằng đẳng thức lập phương của một hiệu bằng A mũ 3 trừ 3 A bình B cộng 3 A B bình trừ đi B mũ 3 cộng với 3 A B nhân với A trừ B, đây là tích của đơn thức nhân đa thức, cộng với 3 A B nhân A và cộng với 3 A B nhân với trừ B. Phân tích ta sẽ được A mũ 3 trừ 3 A bình B cộng 3 A B bình trừ đi B mũ 3 cộng với 3 A B nhân A chính là cộng 3 A bình B. 3 A B nhân với trừ B chính là trừ 3 A B bình. Vậy tiến hành rút gọn ta sẽ thu được kết quả là A mũ 3 giữ nguyên, trừ 3 A bình B cộng 3 A bình B là hết. 3 AB bình trừ 3 AB bình là hết. Và chúng ta còn lại là trừ B mũ 3. Khi đó ta đã suy ra được vế phải bằng A mũ 3 trừ B mũ 3 và bằng vế trái. Vậy từ đây ta có thể suy ra vế phải bằng vế trái. Và đây chính là điều phải chứng minh. Vậy là chúng ta đã chứng minh được hai đẳng thức ở ý A và ý B. Tiếp theo là áp dụng. Áp dụng tính A mũ 3 cộng B mũ 3, biết A nhân B bằng 6 và A cộng B bằng âm 5. Ta đã chứng minh được ở ý A là A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B tất cả mũ 3 trừ đi 3AB nhân với A cộng B. Đề bài cho chúng ta biết A nhân B, biết A cộng B. Vậy từ đây ta sẽ tính được A mũ 3 cộng B mũ 3. Tiếp theo là phần áp dụng. Ta có A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B tất cả mũ 3 trừ đi 3 AB nhân với A cộng B. Đây là ở chứng minh câu A. Vậy thì thay A nhân B bằng 6 và A cộng B bằng âm 5 vào biểu thức trên, ta được là A mũ 3 cộng B mũ 3 sẽ bằng A cộng B tất cả mũ 3 với A cộng B là bằng âm 5. Vậy đây chính là âm 5
tất cả mũ 3, trừ đi 3, nhân với AB. Đầu bài cho chúng ta là bằng 6. 3 nhân 6, nhân với A cộng B chính là âm 5. Vậy, từ đây, ta có thể suy ra kết quả như sau. Các em có thể sử dụng máy tính cầm tay. Âm 5 mũ 3 trừ đi 3 nhân 6 nhân với âm 5. Ta thu được kết quả là bằng âm 35. Vậy với A nhân B bằng 6 và A cộng B bằng âm 5 thì A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng âm 35. Đây chính là kết quả của bài tập số 31. Bài tập cuối cùng, bài tập số 32, điền các đơn thức thích hợp vào ô trống. Ý A, 3x cộng y nhân với chấm 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 trừ ô trống cộng ô trống bằng 27x mũ 3 cộng y mũ 3. Ý B, 2x trừ ô trống nhân với ô trống cộng 10x cộng ô trống bằng 8x mũ 3 trừ 125. Vậy thì chúng ta sẽ phải đi tiến hành điền các đơn thức thích hợp vào các ô trống đã cho. Cô viết lại đề bài của bài 32 ra giấy như sau. Đầu tiên, ý A, quan sát ở vế phải của đẳng thức. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ta có thể phân tích lại vế phải như sau. 27x mũ 3 ta có thể viết lại chính là bằng 3x tất cả mũ 3 cộng với y mũ 3. Vậy đây chính là hằng đẳng thức tổng hai lập phương. Khai triển của hằng đẳng thức tổng hai lập phương đó chính là A mũ 3 cộng B mũ 3 sẽ bằng A cộng B nhân với A bình. Vậy ở đây biểu thức A của chúng ta chính là 3x. Vậy ở đây chúng ta sẽ tiến hành điền là 3x tất cả bình trừ đi AB, tức là trừ 3x nhân B là y, cộng với B bình là cộng với y bình. Vậy chúng ta sẽ điền vào chỗ trống là bằng 3x tất cả bình trừ đi 3xy cộng với y bình. Ở ô đầu tiên các em có thể viết chi tiết hơn thêm một chút, đó chính là 3x tất cả bình chính là bằng 9x bình. Đây chính là ý A. Tiếp theo, ý B thì quan sát ở vế phải, các em cũng có thể phân tích vế phải như sau. 8x mũ 3 ta có thể viết lại dưới dạng là 2x tất cả mũ 3 trừ 125 chính là bằng 5 mũ 3. Vậy vế phải của chúng ta chính là hằng đẳng thức hiệu hai lập phương A mũ 3 trừ B mũ 3 với A là bằng 2x và B là bằng 5. Vậy thì khai triển của hằng đẳng thức A mũ 3 trừ B mũ 3 chính là bằng A trừ B. B của chúng ta chính là bằng 5. Nhân với A bình tức là 2x tất cả bình, hay nói cách khác đây chính là bằng 4x bình. Cộng 10x chính là bằng 2x nhân 5 là cộng AB, cộng với B bình chính là cộng 5 bình phương, hay đây chính là bằng 25. Vậy ý B ta có thể điền như sau, chính là bằng 2x trừ 5 nhân với 4x bình cộng 10x cộng 25 bằng 8x mũ 3 trừ 125. Đây chính là đáp án của bài tập số 32. Và chúng ta đã kết thúc phần bài tập của xoắn năm tại đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tiết luyện tập. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.